Chào mừng bạn đến với kênh của chúng tôi. Xem nào, hôm nay chúng ta có gì? 10 đôi giày New Balance mà bạn không thể bỏ qua. Những đôi giày đến từ New Balance chưa bao giờ thôi cuốn hút. Kể từ khi thương hiệu này được thành lập, đâu là sản phẩm ấn tượng nhất? New Balance đã có mặt từ năm 1906 và đến nay thương hiệu trở thành một làn sóng thời trang mạnh mẽ cùng với trào lưu Jack Suez. New Balance 9060, đôi sneaker này là một phần của dòng 99X, điểm khởi đầu tuyệt vời cho sản phẩm NB Chunky. Nó mang lại cảm giác hiện đại nhất với vòng nâng lên và các chi tiết được làm mỏng. Đôi giày được làm bằng da lộn, vải mesh và đệm ABZORB cùng SBS. NB574 giống sneaker bình thường hơn là Jack Suez. Nó đơn giản, dễ mang và có nhiều màu sắc phù hợp với môi trường văn phòng bình thường. New Balance 550. 550 là một trong những đôi giày New Balance nóng nhất trong năm, khi bạn dễ dàng bắt gặp mẫu giày này trên các trang mạng xã hội. Nó có cảm giác giống giày trượt ván hơn và ít có cảm giác chunky to lớn. New Balance Made in USA 990V6. 990V6 là dòng giày bạn nên tìm mua khi muốn thoải mái cho đôi chân. Sản phẩm giày chạy bộ đang được những tín đồ thời trang làm cho nó trở nên thú vị hơn, khi bạn có thể diện nó lúc tập luyện hoặc sử dụng với outfit streetwear chất chơi. NB327. 327 là đôi giày thể thao hoàn hảo để bạn mang hàng ngày, bởi sự đơn giản và dễ phối đồ. Bạn có thể diện nó khi đi làm, hay tiệc tùng cuối tuần, hay mang đi nghỉ dưỡng du lịch. Nó thích hợp ở mọi lúc, mọi nơi. Hình dạng đế xuồng của thập niên 70 khiến NB327 retro hơn với phần gai lốc ấn tượng cùng chữ N ngoại cỡ. New Balance Made in US 993. New Balance 993 là một trong những đôi giày đi bộ yêu thích của mọi thời đại. Sản phẩm này cũng khiến bạn cảm thấy hài lòng về độ thoải mái. Với phần đệm hỗ trợ dưới chân tuyệt vời, phần lưỡi giày êm ái, nó không chà xát hoặc gây khó chịu cho bàn chân của bạn khi di chuyển. NB650. New Balance nổi tiếng với những đôi giày cổ thấp hơn là cổ cao, nhưng NB650 là ngoại lệ hiếm hoi của thương hiệu Mỹ này. Nó có phần mũi rộng cho các ngón chân, pha chút dáng dấp của NB550 nhưng ở phiên bản cao cổ. NB530, New Balance 530 là một đôi giày tốt. Ngay cả khi bạn đã có trong bộ sưu tập của mình nhiều đôi giày trắng khác, thì nó vẫn xứng đáng có một vị trí trên kệ giày. Ngoài ra, NB530 cũng là loại giày du lịch hoàn hảo. Nó dễ dàng mang vào cởi ra, đồng thời hỗ trợ bạn rất nhiều khi đi bộ cả ngày dài. New Balance Made in USA 990V5 Co. 990V5 có kiểu dáng đặc trưng của dòng giày 990 nhưng có đế giữa nhỏ hơn và kiểu dáng thấp hơn. Chúng là loại giày cực kỳ thoải mái với đệm đế giữa ENCP và đệm Otholith. NB5740, nếu bạn thích New Balance 574, thì đây là sản phẩm tuyệt vời có hình dạng tương tự. NB5740 thay thế đế ngoài Oversize bằng dạng lượng sóng nhưng vẫn duy trì cảm giác thoải mái khi mang cả ngày từ chạy bộ đến thời trang. Hy vọng nó có ích cho bạn. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Cảm ơn rất nhiều.